cả nhà ơi, hôm nay em đến thăm Nhi, đến thăm một người em, đó là Biếu Phá Lấu. Đó, hôm nay mình sẽ hỏi Nhi nói trước đi. Đã lâu không gặp Biếu Phá Lấu. Hôm nay Nhi qua thăm Phá Lấu thì hôm nay Biếu Phá Lấu có phát từ thiện cho cô chú anh chị em mình. Nói chung là hôm nay em với chị Nhiên đến thăm một người chị trong nhóm của tụi em. Thì sẽ coi chị hôm nay chị làm gì nha mọi người. Hình như là em nghe đồ mà ngày hôm qua bà official một bữa nha mọi người nha, để bà phát từ thiện đó mọi người. BD mà tâm tốt mà mỏ hơi hổn cho mọi người nha, đúng không chị Nhiên? Bây giờ Nhiên hãy đi vô nhìn hù vô bà hù bà cái Nhiên nha. Trời ơi, 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 thường hả, hôm qua mình cảm hường quá trời mấy ơi. Hello mọi người nha, BB hello chị đi. Rồi, giới thiệu xin mọi người, đây là Chế Hiếu Phá Lấu cho mọi người nha. Cho em hỏi là sao hôm nay chị không bán vậy? Hôm nay bán quà chán quá, hôm nay cho. Mà em nghe nói chị bán từ gì, chị dọn từ mấy giờ tới mấy giờ chị ra bán? À, 2 giờ cho đến 8 mấy 9 giờ nha em. Rồi, em nghe đồ là chị dọn 2 giờ trưa tới 12 mấy 1 giờ chị mới dẹp phải không? Bán cho dòng tổ ăn 2 giờ đó. Hay quá à. Mọi người. Nói chứ mọi người, bữa nay em nghỉ bán một ngày đó. À, toàn hát chúng em bắt đầu cho bánh mì từ thiện nha. Đó, anh Tâm chưa Ngọc Tâm Kim Huệ rồi nhà chị. Đó. Hôm nay là những mấy phần này là do Chế Gieo Duyên đúng không? Đúng rồi, và dạng như Mạnh Quân với lại anh chị á, mọi người cho mỗi người ít. Đó là làm vậy. Đó. Là làm vậy cho người ta biết đó, còn tụi em là bỏ công nha mọi người. Công cũng nhiều lắm. Đúng rồi, công cũng nhiều, bộ công đức nha. Nhưng mà xin hồi hướng hết nha. Chị để cái bánh bao qua bên đi, em chứa cho bánh bao nó cạ cạ vô tay em quậy chị Nhiên. Đây em chắc cho chị, em chắc cho chị biết chắc không. Chị qua cho bộ bánh mì đi. Có nghe điện thoại xài không có nghe. Điện thoại nào? Điện thoại á, gọi hoài không có được. Sao vậy? Cái Facebook nó bị mất rồi. Thôi má con, tại điện thoại em hết pin nữa. Gọi hoài mới được. Thôi má, nãy con mà cũng có chuyện xong cái vụ điện thoại kìa, tức chết luôn á má. Trời ơi, tự nhiên ra nhắn tin là đâu không biết nữa. Hỏi Nhiên nó nói Nhiên là dặn ơi, lóc Facebook mà Nhiên có biết lóc gì đâu, chửi phà quá trời luôn. Để đi hoàn tử nó cho. Má xài hai cái Facebook, bà hiểu không? Má xong rồi cái tự nhiên bà bị cái thuốc nó bị lóc hay bị gì đó. Ủa mày không có cần gì phải nghi quan gì nào mình để đâu, nó bị vậy tự nhiên. Chế có thể nào giờ dành cái ổi mì cho mọi người coi. Chế. Đây. Đó, đây là ổi mì là gồm có gì vậy cô? Thịt, chả, tất cả là đồ chay hay đồ mặn nha cô? Mặn. À, đây mọi người ơi, đó, đây là khâu thịt, à, đây là khâu thịt nè mọi người, còn đây là chả, hết hai mâm rồi hả cô? Đó mọi người, thịt với chả nha, xong rồi sẽ chuyển qua bên đây, sẽ chuyển qua bên đây là vô rau, lại vô bao ni lông, đúng không cô? Ở bên đây là ổ ché, ở bên đây là bên đây khâu, bên đây sao có chuyển qua bên đây đúng không? Đổ mài bên na thịt với chả ba tê rồi đó, rồi xong rồi qua công đoạn này mới tới chuyện nha. Chị lúc nào cũng đến sau á nha. Vậy là người đến sau đúng không? Chị có nghe bài Minh Tuyết mãi là người đến sau của Minh Tuyết không? Em mai mai thôi, đến sau là ai làm, đến trước hết đó mà. Đó mọi người, hôm nay là ở tại đây là quán Phá Lấu Chế Hiếu đã nghỉ một ngày bán phá lấu để họ làm thiện nguyện trong ngày hôm nay. Dạ. Trong để mùa Vu Lan đó mọi người. Chúc mọi người một mùa Vu Lan thù thắng nha. Nó gửi lời gì không chế? Thôi chưa có mượn gì gửi lời gì, chưa có vốn gì hết trơn rồi mà gửi lời gì. Đi vốn lại tội bị mặt cái mặt hành gì trời, không mẹ con quá à. Nói chứ gì với lại trong nhà không à. Mẹ chứ đâu? Mẹ cứ giận chế rồi. Sao vậy? Ở nhà chút mới ra. Hôm qua mày đi ăn với tôi với lại Minh Tuyết. Có ngày này về á, trời ơi. Ủng mấy thường luôn một đêm. Ủng gì má? Trụng muốn chết luôn vậy trời. Vậy nên kia bóp xô hả? Vậy nên kia bóp xô hả? Anh em về quần. Ta theo dõi Nhiên. Phan Nhiên ơi, quăng qua đây nè, để em mượn cái giỏ này mày đánh đi. Đó chị Nhiên đang đứng khâu cắt bánh mì để vô bánh mì. Ở bên đây là ba tê nha quý vị nha. Đó. Ba tê xong rồi tới qua khâu thịt xong rồi đến qua rau củ. Và xong rồi khâu cuối cùng là vô bao ni lông cho chị hiểu vô. Ê bao rồi đúng nó bao ni lông. Vậy hả? Vô bao xốp.
Đó, đây là thành phẩm nha mọi người nha. 1.000 ổ. 1.000 ổ hả chị? Dạ, wow. Đem qua đây hả? Đó mọi người, đây là thành phẩm nha mọi người nha, để nó cho mọi người coi nha. Rất là có ý nghĩa luôn. Đó, chị Nhiên thì đứng ca khâu cắt bánh mì, chị này khâu cắt chia leo, còn em bé này với lại anh này thì vô khâu pate. Đó, xong rồi đến khâu thịt với chả, xong rồi rau củ. Ngộ người ta từng phải quay sau ổ người ta có gì chờ. Hôm nay em quay trước rồi. Má má bây giờ mà sao chuyển đi nè má. Chuyển đâu Nhiên? Ở đây nói nè. Cái gì? Qua đây. Ờ, dạ, một cái nó sụp cái cây nè. Cái kem không chị làm cho một bộ sách hết mụn luôn, hay lắm. Có nghe, đừng bị xì xì đó. Ê, trời, để tới rồi nhiều rồi. Rồi lấy mình đi cho bằng cách nào chứ? Mình đứng đây mình cho hai mình đi em vòng. Nè, đúng rồi cho. Một người sách ba bịch đi bộ. Đi bộ ở đâu mà? Vòng cho mới có công đức. Nói chứ là chở xe thì hết em ơi. Để cho một cái bao này đi. Vậy lát mình giá chị em mình có chở không chứ? Không em. Không nói rồi nãy. Tại vì mấy người chở phải có giấy tờ chứng minh đàng hoàng, người ta chở đi luôn mất công lắm. Thèm lắm. Em phải với chứng minh không? Sâm Hương. Hello, chào cả nhà. Chào chị Sâm Hương nha. Đó là chị Sâm Hương nha quý vị nha. Chị Sâm Hương chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Hello. Đó là chị Sâm Hương đảm nhận vai trò nào ở trong đây? Lấy ra quay nó vậy. Dạ lấy Hiếu BD. Trời ơi, hay vậy. Nè, Hiếu BD là ông xã. Chị vô chỗ mày kìa. Vậy mà chị em hỏi chị là hôm nay chị làm vai trò cái trách cái vai trò trong trong cái khâu nào vậy? Chú có lục gì hết á. Sao vậy? Bị gì buồn? Dạ. Hôm nay chị có bán không? Dạ có, chút nữa làm với số. Vậy hả? Dạ bán hết trời. Chúc chị buôn mai bán đắt nha. Cảm ơn. Ok chị. Dạ, nhưng mà chị Nhiên có biết biết trước là qua đây sẽ làm vậy không Nhiên? Không, Nhiên biết trước đâu nha. Em rủ Nhiên đi đúng không? Đó, em hai bên rủ chị Nhiên đi để tương tác là chị Hiếu. Tại em đừng có tương tác với chị Nhiên nhiều quá, hồi nó có nước khác. Không có hớt nữa nha. Má cho nó thương nha. Cái bị xả không nghe mẹ ơi. Chứ rồi, ai cho ba ơi, chung nổi chung lên ơi. Rồi, chút xíu nha. Cho em chút hoài à. Chứ có ổ chưa cắt á, mới liền. Nhỏ sao mày vô duyên quá tầm. Mày đánh nó kỳ quá, tao đi đơn con ta mà cho hồi người khác lại tao mới cho. Ai, 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 tao cho nào. Ý là nói gì cho người ta chứ rồi. Thương mấy người ở đây là ai vậy mà? Đó, chị kêu ở đây xong rồi. Trời ơi, tao có xin đâu tao lại, tao ủng hộ tiền á chị. Tao la hoài, biết lỗ tài rồi. À, bị gì vậy? Mà đó, mà ngồi bắt cái kèn sao quá. Ôi, em giống như mất kinh phòng quá má ơi. Biết mẹ nào móc miếng. Biết nó la, nó lại đâu không? Nhà biết hiền con bà Tư á. Nó nghe là làm như tháng 7 á, đâu có cầu hồn vậy, đâu rước gì đó vậy, chị bậy em có vậy. Đây, nó nói chuyện vậy đâu đó. Sáng nãy để đủ mâm đi. Mẹ nói cái gì mà chạy không. Tụi mà ổng để bả nãy rồi cho ăn 10 ổng mì. Cảm ơn chú ơi. Ủa chú trẻ dễ thương. Lo bánh mì giùm em luôn. Bánh mì Nhiên ơi. Không, bên này. Đã bây giờ là đi sao hồi ngồi lên Gò Vấp, ngồi lên xuống nhận đi nha. Đó bây giờ gỗ thằng xếp bánh mì đó là đem đi tới chợ Phú Nhuận để phát đúng không? Cho bà con đó đúng không? Con sao cô một cái đèn nước lại quậy phá nó bây giờ. Quá chờ rồi. Đi từng sớm giờ, đi từng ngoài giờ. Trời ơi, heo. Lăn xăng lọc sọc. Ok em. Đó bây giờ là những cái phần 200 phần nó đi đến chợ Phú Nhuận nha quý vị nha. Bây giờ là cho những cái cô chú ở chợ nơi đây nha đúng không chế? Đó bây giờ có cô chú nào lại có giao duyên xin ở nơi đây thì chế Hiếu đã phát tâm ở nơi đây luôn nha quý vị. Cũng có nhiều người lấy cũng 1-2 phần để cho chia là cho người ta. Tại sao em thấy hả có nhiều người xin 2-3 phần thì chế chạy thích giùm em được không? Cái đó là giống như là ở trong một tổ vệ sinh đi là bao nhiêu người thì đại diện ra anh lấy vô thôi. À. Rồi mấy chú bảo vệ bao nhiêu người đại diện ra lấy vô chứ chị không cho anh lấy 2 phần đâu. Đối với ấy lắm á thì chị mới cho 2 phần. Tại cho chạy ngồi nói người khác sao không có. Đúng rồi. Giống như em đứng ngoài hồi không có. Bé, lại đây bé. Có nghĩa là để bây giờ là mọi người biết nha, có nghĩa là cái tổ về vệ sinh hoặc là cái tổ trong chợ đó mọi người, hoặc là bảo vệ giữ xe nếu cho nơi đâu mà cũng cho được.
thì mình cho một người đại diện ra lấy ba bốn ổ cũng được, tại vì cái Hiếu cũng quen nơi đây cho nên cái Hiếu biết bao nhiêu người quen ở nơi đó. Hả? Ấy là cháu cũng biết mấy người trong chợ, mấy anh cô chú trong thị trong chợ á, cái tổ đó đó. Nói quý vị nha, bởi vì em sẽ giải thích là tại vì sao là cho một hai ổ, hai ba ổ một người lại lấy, là tại vì người ta một tổ quá đó, người ta đại diện cho một người ở đấy, là một phần là ở chợ, là cháu Hiếu cũng quen biết ở nơi đây luôn nha quý vị. Nói chưa? Bà sợ luôn rồi. Bà sợ luôn. Còn cái hồi nãy bên ông công chửi tao, bên nhóc chửi đấy, chửi tôi chú bên. Còn lại má ơi, để cho bà ngồi nghỉ mệt, con đi má đi về, không ai phụ. Hết luôn rồi à, chị ơi. Dạ còn này. Ủa, có ngày nào có ai lấy dạo không? Tháng 7 năm sau mình lợi nha, giờ hết dạo cho bánh mì trước. Dạ mẹ. Con hỏi mẹ có 5.000 lẻ mẹ không đưa con nãy giờ. Đi mua bọn keo dán miệng con lợi. Con nói hoài à. Bị mặt nói. Cái này là mẹ nuôi của cháu Hiếu nha mọi người nha. Đó nãy giờ bà muốn lên cơn tim, muốn làm mệt cháu Hiếu luôn. Mẹ. Bắt lại cho anh mì từ thiện. Bà gì chia sẻ kệ bà Hiếu qua đây kể nghe chuyện này nè. Hôm bữa bà Lâm Tâm Như ngồi nhậu với cộng gia xong cộng gia xỉn, cộng gia đi sao á, cộng gia đi sao rước nguyên cây đám ma vô cái chậu bông á, chậu bông cây đám ma nó rước vô nguyên cái chén bích châm luôn. Ôi gặp biết hưởng chán máu không kìa má, không lo kệ Nhiên xử bả giùm em đi Nhiên. Rút cái bao ra à, mất gì, mất cái gì, mất cái bao dạ trời. Mất Cộng Quỳnh. Bị lử Cộng Quỳnh. Sao? Điều trời ơi, nhà nóng vậy. Trời ơi, mở la bàn là có khách. Ôi mày mà quá trời tao Tâm Như ơi. Mở la bàn là có khách nè, tìm quanh đây là có Tinder là có hết đó. Trời ơi. Mở đây gặp má này nữa nè. Sâu. Lâm Tâm Như là một nhân tố bí ẩn chưa ai khai thác cho mọi người nha, để hôm nào Vivi có gì Vivi sẽ khai thác được Lâm Tâm Như nha. Nợ gì không? Đúng rồi. Chạy đây nè. Không phải, đang cây. Kiếm nước á, leo một kìa. Kinder là có hết trơn á. Nước này được. Có được chứ. Ở dưới bữa nào mà làm Kinder bà kia bà Nhiên đi làm với đi. Mở la bàn lên. Kinder, cái nhà này rộng ở đây, nhà mặt bằng thành phố Chí Minh luôn á. Lên đi thì nhịn chút lắm. Không có nha, nó dẫn cái máy trong rừng luôn á. Kệ, Kinder rồi bà Hiếu. Không, đâu chơi mấy cha lặng, chơi mấy thứ gì. Cha lặng chưa? Cái hẳn dữ chưa? Chơi giống cái hịch nhỏ, tao tưởng chơi nổi không á. Trời ơi, ghê quá. Đẹp lắm, lên cấu túc như đây. Qua mình luôn đi. Thì dính mình đi vô, tao đứa leo trước mình đi. Bên đây thì tao đi vô, tao đứa trước mình. Cái chân tao nảy nó kỳ ghê. Nảy cái chân tao nảy, tao dính nặng không có được. Vé cái đầu nó cạn nào mà. Trời ơi, kỳ ghê vậy. Nặng xong hết trường. Ai muốn kiếm ra trận đồng kiếm, Hiếu trả cho. Hiếu. Hiếu. Đó đúng rồi, ai ăn ai lấy nha. Đó chợ này chị Hiếu cũng quen rất là nhiều nha quý vị nha. Hiếu quen với anh Sự luôn. Không, nó quen phường 9 má. Ở đây là phường 9 nha quý vị. Chỉ là vợ của giao thông chẳng mà. Trẻ. Đó, đây là những người ta xếp hàng người ta lấy cho quý vị nha. Công đức nó vậy á, mình chỉ là công đức vậy nên hôm nay đâu ai cho chủ nợ là không cho góp. Ờ, chủ đức, chị nói, một tiền.
Đó, mấy cô mấy chú ra trong chợ lấy rất là nhiều. Mày vô cổng đi. Nãy lấy cho mày rồi mà. Má quậy sợ. Ủa chị ngại đúng không? Bây giờ mình đi ra ngoài mình lấy hoài là cũng ngại với bộ, chứ không phải ngại đâu. Phải tham gia một người một hổ thôi. Đó. Cầm đây nè, bỏ vô. Ai vậy? Có nghe nè, anh nha cũng một hổ thôi nha. Ổ này giờ em không đủ cho nè, cho mấy người 12 ổ rồi. Sao? Rồi ổ à, nếu có cho người có ổ. Lại lên con đi mà ngoại ngoại qua đây nè, dễ thương lắm. Ổ nữa thì để vài ổ nữa mà không cho được. Thôi được, à, đi qua ăn con đi. Ông thả con đi, con sợ năng này con nghĩ lắm. Thiệt, một ổ đi đó quá cho ngựa ngon ta ra không có nói kìa. Chị Ngọc nhân tay lên nè. Dạ, cảm ơn. Bây giờ đứng lại. Má, tao biết cái lỗ tai quá trời. Rồi nè, cho anh Nga đi lại đi kìa. Đừng có nói không, ta cũng nhức đầu nữa. Mấy em là để nó la, ta đứng ta hát mình sướng. Vô ngoài đậu kìa, vô. Nãy vô vô lẹ đậu cho. Đó, đây là cách vô leo đi. Vô cách kìa. Cái gì buồn vậy? À, kẹo. Bữa nay đi nghỉ mà. Ăn đi thịt đi con. Ăn đi thịt đi, trở lại. Không ăn hả? Dạ. Dạ ăn thịt con đi. Ăn lát dưa thôi, một lát thôi. Có tài. Bây giờ mình kêu trả không ơi. Bây giờ mình còn sắp hết chứ chứ. À. Đó, cho bao nhiêu cũng đủ nha mọi người. Đủ má, bỏ vô dùng ra. Đủ má. Đáng kêu. Trả đi lúc đấy đi. Đỡ sao mà xin vô đạn cho đó. Chưa. Ủa quả cho người kia thấy không? Ủa xu vậy sợ. Thấy chưa? Thấy xu vậy sợ mới thài. Kêu sắc vô leo ra, không có vô leo. Còn lại mấy con vô đi. Rồi Vivi cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị đã xem clip của Vivi Cá Viên Chiên. Cũng đã sau một ngày thiện nguyện của Chế Hiếu và chị Nhiên với lại Vivi, cũng đã hôm nay đã quay lên cho mọi người cùng xem. Thì clip có quay có sơ sót thì mong cô chú các anh chị bỏ qua giùm cho em. Thì sơ sót nhất của em là ngày hôm nay là em bị sơ sót cái chương trình này nè mọi người, làm mệt em và em lên tim quá trời. Dạ em cũng cảm ơn mạnh thường quân nha, anh chị đã biết em ủng hộ cho em cái tài đó mà giờ nói nữa đó, cái tài cái lọc để em làm ngày chương trình hôm nay là 1.000 ổ mì nha mọi người. Và đây là chị này là ở bên chị ở đâu về chị? Dạ chị ở Việt Nam. Dạ ở Việt Nam hãy dẫn cái trời ơi cái đầu ai vậy các ơi. À, em xin cảm ơn mạnh thường quân với lại mấy anh chị em đã đóng góp ủng hộ cho em nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi em cũng cảm ơn Chế rất là nhiều nha. Chúc Chế phát triển cho thành công trên con đường Chế buôn bán và thiện nguyện nha. Có nghe tôi nói không vậy? Nghe nè, nói nè. Nghe hai chị em lưỡi nhau đi. Có xài kem không? Chị làm trộn cho hết. Đó, trong ý là chị nói chị bán kem xài hết đúng không? Nổi tiếng chưa thấy, thấy nổi bụng rồi đó. Còn mẹ tôi vậy mà cái mặt đẹp hơn tôi đó. Biết là sao? Không, là hai chị em nào đẹp qua. Thôi vậy có tiền bạc đi cho vui vẻ, không xài nó mới trắng được. Đó thì em cũng xin kết thúc clip tại đây nha quý vị nha. Thì mong các cô chú anh chị nhớ có ghé ăn ủng hộ cho Chế Hiếu phá lấu như mọi ngày. À, địa chỉ số mấy chứ? 36 An Dương Vương, phường Trính, phường 5. À, ngay chỗ chợ ăn đông cũ á mọi người, là vô là ngay chỗ là nhìn phía bên tay phải á. Đó, bên kia là Kim Lý nha, đối diện bên tay trái đúng không Nhiên? Cái này bên tay trái đúng rồi, khi mà vô á thì mọi người sẽ thấy bên tay trái là xe phá lốc của Chế Hiếu nằm tại địa điểm bên đây nha quý vị nha. Rồi BB xin cảm ơn quý vị đã xem clip của BB nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người lập clip sau nha. Bye bye.